Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV với chuyên mục ARK vs Thực Tế. Tôi là Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng quý vị và các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Không biết các bạn đã từng xem ảnh mấy chú chó nghịch ngợm lỡ đụng vào mấy con nhím bị lông nhím bắn đẩy mặt hay chưa? Trông tội nghiệp và đau đớn vô cùng. Và đó cũng là điều mà tôi lo ngại cho các game thủ ARK khi phải đối đầu với một con khủng long cũng nhiều gai hệt như mấy con nhím. Đó chính là Ceratosaurus. Tạo hình của con khủng long này trong ARK từ khi còn nằm trong một bản mod cho đến khi được cập nhật chính thức vào game trông khá ghê gớm với gai nhọn phủ toàn thân. Điều đó có phải là một tạo hình thực tế? Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng Mê Khủng Long TV khám phá về khủng long Ceratosaurus trong ARK và so sánh nó với những thông tin về loài khủng long Ceratosaurus trong thực tế nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Như các game thủ ARK đã biết đó thì Ceratosaurus không phải là một con khủng long xuất hiện trong bản game gốc cũng như các bản cập nhật chính thức của studio Wildcard. Nó là một sinh vật được đưa vào game nhờ tâm huyết của các modder đã tạo ra bản mod Ark Editions. Và vì bản mod này đã làm quá tốt một số sinh vật được cộng đồng game thủ đón nhận nên studio Wildcard quyết định chính thức đưa những sinh vật đó vào game, trong đó có Ceratosaurus. Trong hồ sơ ARK thì Ceratosaurus được mô tả như một con quái vật tàn nhẫn và nhanh nhẹn. Tuy nó không phải con khủng long săn mồi có sức tấn công mạnh nhất, nhưng chắc chắn nó là một trong những kẻ bám dài nhất. Thậm chí chúng còn có hành vi rình rập không giống bất kỳ sinh vật nào khác. Có thể bạn không nhận ra sự hiện diện của chúng ngay lập tức, nhưng chúng chắc chắn biết bạn đang ở đâu. Những cái gai tua tủa trên người của Ceratosaurus có một đặc tính rất độc đáo và nguy hiểm, độc tố. Loại độc tố này có thể phản ứng với máu, khiến cho nó trở nên giàu dinh dưỡng với con khủng long. Con mồi nhiễm độc càng mạnh thì máu của nó càng giàu dinh dưỡng. Nghe có vẻ hơi kỳ lạ nhưng trong game, điều này có nghĩa là khi Ceratosaurus tấn công đối thủ một cách hấp sừng hay quất đuôi, đối thủ sẽ bị dính hiệu ứng bất lợi là Blood Venom. Nếu Ceratosaurus tiếp tục tấn công đối thủ dính hiệu ứng này, nó sẽ được hồi máu, và khi Ceratosaurus bị thuần phục thì các khủng long và thịt đồng minh ở gần cũng sẽ hưởng hiệu ứng, một đặc điểm rất hữu ích cho cả bản thân Ceratosaurus lẫn đồng đội của nó. Ceratosaurus trong game là một trong những con khủng long có tốc độ di chuyển rất tốt. Tốc độ cơ bản của nó có thể tương đương với Utyranus và thậm chí nhỉnh hơn một chút. Hơn nữa, càng chạy đường dài thì Ceratosaurus lại càng chạy nhanh hơn, và khi bước vào trạng thái này, nó có thể đâm đổ mọi chướng ngại vật trên đường, cũng như có thể tạo ra một đòn thúc rất mạnh vào đối thủ. Một khả năng thụ động khác của Ceratosaurus là nó có thể phản lại 7% sát thương cho kẻ tấn công, đồng thời kẻ tấn công cũng sẽ bị dính hiệu ứng bất lợi Blood Venom. Cách thuần hóa Ceratosaurus cũng khá cồng kềnh. Bạn phải tấn công một con Ceratosaurus trước để lấy được gai độc trên người nó làm nguyên liệu chế tạo vật phẩm tên là Hemoglobin Cocktail. Sau đó bạn phải cho một sinh vật đã thuần phục uống vật phẩm này, tạo ra hiệu ứng thu hút Ceratosaurus trong vòng 5 phút. Khi Ceratosaurus tấn công sinh vật của bạn, chúng sẽ bị say máu dần dần và đến khi say hoàn toàn, bạn có thể cho chúng ăn rồi từ từ thuần phục chúng. Thời gian lâu hay mau, cần phải lặp lại quy trình mấy lần sẽ tùy thuộc vào cấp độ của con Ceratosaurus. Khi có Ceratosaurus trong tay thì bạn sẽ có một y tá di động trên chiến trường với khả năng hồi máu cho bản thân lẫn đồng đội mạnh mẽ, hữu ích cho các trận đánh lớn hoặc đánh boss. Ceratosaurus cũng là một con khủng long cỡ trung có chỉ số tấn công cơ bản tốt, tốc độ tấn công nhanh và do đó cũng sẽ là một chiến binh không thể xem thường. Đó là một vài thông tin sơ lược về phiên bản của Ceratosaurus trong game. Tiếp theo chúng ta hãy so sánh giữa phiên bản trong game và những gì chúng ta biết về nó trên thực tế. Ceratosaurus vốn là một chi khủng long sống ở kỷ Jura, cụ thể là khoảng 153 cho đến 148 triệu năm trước. Nó được khám phá trên địa bàn bang Colorado của Mỹ vào cuối thế kỷ 19, được nhà cổ sinh học lừng danh Othniel Charles Marsh mô tả và định danh vào năm 1884. Sự hiện diện của chi khủng long này đã được công nhận tại các bang Colorado và Utah của Mỹ, cũng như tại Bồ Đào Nha. Một số hóa thạch được cho là của Ceratosaurus cũng đã được tìm thấy tại một số quốc gia khác, nhưng chưa được công nhận. Cái tên Ceratosaurus có nghĩa là thần lằn sừng, và sừng ở đây là cấu trúc nằm ở chính giữa hộp sọ, phía trên mũi. Ngoài ra thì một đặc điểm cũng khá nổi bật trên khuôn mặt của Ceratosaurus chính là hai gờ nằm phía trên hốc mắt được tạo thành từ sừng tuyến lệ, trông cũng khá giống sừng. Bởi thế mà có người gọi vui Ceratosaurus cũng là khủng long ba sừng, nhưng ăn thịt. Những cấu trúc này sẽ đạt đến độ hoàn thiện và nổi bật nhất khi con vật trưởng thành. Và như các bạn có thể thấy, cả ba cấu trúc này đều được tái hiện đầy đủ trên khuôn mặt của Ceratosaurus trong game. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học thì trong đời sống thực tế, chúng ta vẫn chưa thể biết chính xác cả ba được biểu hiện như thế nào, bởi cái chúng ta thấy trên hóa thạch chỉ là lõi xương. Khi còn sống thì có thể còn một lớp vỏ keratin bao bọc bên ngoài lõi xương nhưng không được bảo quản trong hóa thạch. Những cấu trúc này trong thực tế có thể to hơn và nổi bật hơn nữa.
Và vì đây là những đặc điểm nổi bật nhất của Ceratosaurus, dĩ nhiên là chúng cũng được các modder tái hiện ở trong game. Tuy nhiên có lẽ vì cảm thấy ba chiếc sừng trên mặt là chưa đủ ấn tượng, các modder đã cắm thêm cho Ceratosaurus vô số những chiếc sừng, gai nhọn khác ở trên thân để tạo ra một ngoại hình vô cùng gai góc, cứ như thể là võ đại lang chuyển sinh vậy. Trong thực tế không có bằng chứng nào cho thấy Ceratosaurus sở hữu bộ gai có độc như vậy, cùng lắm chỉ có những vảy xương được bố trí dọc theo đường chính giữa của cơ thể với mục đích trang trí. Tương tự thì ở trong game, trong khi cái sừng của Ceratosaurus được sử dụng như một vũ khí, các nhà cổ sinh vật học lại không tin lắm vào điều này. Họ cho là công dụng của nó cùng với hai gờ cao với trên hốc mắt cũng chỉ là những chi tiết để trang trí. Dù là trong game hay thực tế thì Ceratosaurus cũng được xếp vào hàng theropod có kích thước tầm trung. Tuy nhiên như thường lệ thì phiên bản trong game mới được phóng to ra một chút. Trong khi trong đời thực thì Ceratosaurus chỉ có kích thước lớn nhất ước tính khoảng 7m, thì ở trong game nó có thể dài gấp đôi thực tế, từ 14 cho đến 15m, dài hơn Carnotaurus và Megalosaurus, nhưng ngắn hơn một chút so với Allosaurus. Có một điều thú vị là Ceratosaurus và Allosaurus có niên đại và địa bàn sinh sống khá trùng khớp với nhau và có lẽ chúng đã từng đối đầu với nhau trên thực tế. Trong thực tế thì Ceratosaurus có vẻ khá lép vế so với Allosaurus khi số lượng máu của Ceratosaurus bị Allosaurus áp đảo đến 7 lần. Một số tranh phục dựng cũng như các hiện vật bảo tàng đã làm lại cảnh Allosaurus chiến đấu với Ceratosaurus. Tuy nhiên theo các nhà khoa học, dù có thể có một số va chạm, nhưng trên thực tế hai chi khủng long này có thể chọn cách chung sống hòa bình với nhau bằng cách phân chia ngách sinh thái hay gọi nôm na là phân chia thực đơn với những con mồi khác nhau. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì quên tặng cho kênh một đăng ký cũng như theo dõi để cập nhật các video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.